种个月生的家，侬呢不要太早都感冒，啊，跟有些那些 mental health， 都感冒呢找错还能听做不能，但是因为给靠到听给找到就还点，莫给改造。那呢，被叫 out to mental health specialist， 我好了的好隆重 Sacramento， 调理了多他们去做的都感冒呢。我对呢，天气南北向，南北各开门去做那个做好了天，跟我阿姐的好隆重 Sacramento 调理呢。你让阿姐啊，可以南北向呀，可是呢，可以到新野 mental health counselor 那边去 Sacramento 调理呢。班罗也到那莫给你上做不来。有一个给啥孩子的对你给默默有里面就好了有一个而且你来鼓足给好了帮助就等于我给 mental health 了嘛你来的比较猛的给别的你的目给你杀呀但是嘛靠给你杀了你也一靠你的户是当然的靠 mental health 那么这样比较猛靠对面要给你杀有的就不一样的一样的头都比较猛那那路 mental health 了呢了啥的家thế giờ lên tới có giờ tới đi chợ đó là tới chợ món nó luôn là ít lên từ giờ mua cái mental health là giờ là luôn là mental health vậy chỉ biết tới giờ sáng tao tại giờ tụi tao đang đang nhiều vừa là thế này vậy tới giờ mental health nó nên chỉ có ít bé vừa bé số lên số tụi em một có mental illness nó có mental illness nó chỉ như giờ kiểu như sáng sụp lại là giờ đại dịch tụi chưa bị sức cho cá mò giờ đi chạy thì là giờ tụi cá mò kiểu như xem nhớ lại đời từ các mắc kiểu như sa này vậy sáng tối nay tao tập bê mu kiểu như sa chỉ bê sáng từ út xuống nó tăng lên bê bị trào dầu bê nhớ ý lên xưa là trong này có sáng ô tặng để đặt căng có lúc băng lưới này chỉ lấy chiêu chỉ lấy út lấy nó cái này có ô lăn sờ ô tẹt tông này là vậy là giờ có một bao sụp thể nó chỉ tàu rau tầm mò chỉ nếu mang đâu dạng là nó nhát đủ đó sẽ bê chụp bao chỉ bê sáng kiểu như sa chỉ giờ lên đó sẽ sờ tụi tao này tập kiểu như sa chỉ nên chờ tới mình giống yên nó hoa giữa tháng đó mình chúng mình tao nhận đấy mà giờ tao tới cái nó tao mò cái mò mò tao hầu cái kỹ tao hầu là bị chờ được tới nhận nó chưa cái tụi cái mò kiểu như sa chấm mong em mua từ cái mò kiểu như sa nó trở đi cái hình trình lời do cái ba để chờ cho ok bây giờ mong nó chỉ khó chỉnh chỉnh nó chỉ bây đến chỉ sáng tạo tại bây một kiểu như sa nó chỉ thế này như giờ đầu tiên bây một máu sáng tạo mua tên chụp ly tên đó là giờ ta nó cái nhà sử dụng tên là tỷ là gì lâu thì kiểu tôi giờ kiểu nên ngồi tên đó giờ đó là mấy nhà này còn nó giờ cái kiểu chỉnh chứ cái giờ ta thầu tiên mấy giờ chẳng tăng chi tao là nó chỉ mấy tao chụp mấy giờ kiểu bán luôn cho professional nhất là cho mental health nó em bắt đầu tăng tao mới còn nó còn giờ nó chỉ mental health ha một lo spiritual nó hay kiểu trong ý ảnh cầu lấy tới mà nhân tại sao dùng trên lo cả tiền sẽ bán tài dụng trở lý cơ hậu lử ba tin hình là lử có khi đầu bê sẽ được bao có bỏ tàu hải thì ba tàu cho nên cho mong ấy đi tận được cái món xe nào nhiều xe nào có từ ok bây giờ mong bê một cái nhiều sang đâu dạng ha bê một tay dạng ấy sang ta bê chào chị tôi nhà trong lọt tê tên là bê tôi sự tích nó yêu lúc tích kiểu chào bê bê yêu nó yêu hỏi là nhu hình lúc bê kênh đâu cần là nhu hình lúc bê là chơi một tiền tên mình đâu yang kiểu chơi vì ta bê luôn nên nhau tích kiểu lọt luôn khỏi bố tô nó chế sáng ta bố yên dọc kì băng cơn gọi là tức là bố tôn chí bê chào counselor ha tôi muốn chí kìa psychiatrist muốn nó chua ha kì bố tô muốn chế rong gọi là bố cụ băng tàu là trong từ tôi này cụ băng nhau lúc nó rong gọi là bố tôn chí của hai tôi nó chua chế rong gọi là bố cụ chí muốn kì nhu xa bố cụ dọc tàu bố lúc này càng xa ha rong là bố cụ băng tàu bố là ha nằm bị ôi cho nó có lúc xí hở ôn tê bê dọc sau nó có bố mô chí hải đâu cho nhẹ chí kì tin anh แต่ฉันเอากูทอกไฟจะโดนน็อตลงไปจอหนักสิคือตินจังชดแล้วเป้าต่อแต่ทอเตียไม่มองกินยังชั้นสุดเปล่าเลยนอกจากถอดยังขอปีซื้อเจ้ากุศลก็ไม่มองหยอกเก็บปังพลอจะยาโอเน็งโอใหญ่ระยะแต่มุนจีจะซื้อฟื้นยังแต่ช่วยร้อยจะมึงหยอดรอขอมุนจีอยู่ที่คือตินจังเป็นแต่ชิดทางยันเราอยากจะอยู่ชิเป้าเรียนแต่นอกเราอยู่ลงมือหยอดที่เก็บปังยัดโลหูแข็งนี่ระยะรถซีดีระยะยัดลงแต่เตะโลกดินแต่ปังก็ไม่สามารถมองกินยังชาไม่สารเป้ามุนปีไม่ร้อนนิ่งแต่เด่นเขาอยากแต่ไม่จีมึงอยากเก็บตังค์นั่งเก็บแต่เชื่อยิ่งยุ่งเหงื่อไม่เจ๊ไม่โอคติเราโอจิเชงยันเดอร์เขาลูกเยาฟาดแล้วแม่ลงนู่นนอกูสามก็แม่จีจงชักคนหลับแล้วแม่ถูกเข่งลงนู่นนอจีชักใส่สุปีกีปีกีลูนี่จะยาอินุชาแล้วแม่ยาตังลงแต่ตังลงไปคุชไรชิไรล่ะแต่ชิคุสามก็ไปเจอหน้าซีมองชกเลยจงชักคนหลับเราเขาก็มุ่งนู่นนอฮะเขาก็ตอบลงนู่นนอคุณชงตา
trong đây nó bây giờ bà vui tôi thả mình chỉ cho nó tôi cảm ơn cái nhau xe nó nhớ rằng bà nhớ rằng sẵn đi có thể mình chỉ cho nó có thể có cho cái hoa lời nhớ cho luôn trong sao comment cho nó nhớ rằng với chồng này thì cái tiếng cha đàn ông cũng phải lấy bà vui cuộc sống xe ô tô nó sẵn đi chừng tao chơi của tôi anh cho anh thả cho anh thấy cho cái cảm ơn cái nhau xe có cho hoa lời có hoa lời cho hoa lời sao comment cho khéo nè đó là cô vừa học lời nhất là học ilu outpatient mental health clinic, bây giờ ilu học mẫu ba đầu giờ tin thêm một cái nhớ xe, cô tu vào tàu chỉ hướng tàu nào là thế. Giờ bây giờ có sao hay để thi lý vừa chính chính tàu bây giờ mong là bảo trợ từ các mẫu cái nhớ xe nào. Cô sao hay để nên chỉ chính hướng tàu bây giờ mong là bảo trợ từ các mẫu cái nhớ xe nào, vì đó có hay để bây giờ mong bây giờ bảo trợ từ các mẫu cái nhớ xe nào chỉ nhà thầu thuê bên nó cho hạt địa mental health nó xuất hiện bên những xã đó là hạt địa từ chế cho từ các mỏ vừa là các mỏ bỏ lư bỏ tên tự sư thì này các chương trình ở bên chỉ bảo cho địa mental health nó nên chỉ cho lên tự này cho nên tàu nhà xử lý hạt địa bỏ ta nằm bị tự tàu thảm mình chịu cho là hạt địa này cho cái nhau xuyên thập lỡ nên tự sửa cho họ thi à có sự khi cho mình chỉ tự giải cái tàu ba chấm mong là rồi à dạ và của tao bác chẳng muốn là lên à cho nên là của tao lên của tao khi à ở à họ là hội support group nào này ạ có chẳng muốn là tôi thả cho là cái nhà xe thiên để gọi là tao tôi giải cái ba chỉ do là để của tao chỉ là trong đấy à lịch tổ tiên thương oai nhưng mua cái nhà xe giả lên lời cho ta lên đấy là của quân đội thả ít lần à ít lần tới ít lần thiên ấy giờ hai tiền là họ thọ tiền là mua cái nhà xe ấy là chỉ bắt cá hai tiền là vừa sạch sạch cái trong đi trả tao đó lời lời riêng bao hai tiền sạch cái tao trong đi trả tao là tất nhiên mà thằng đại chỉ là nhà xe thôi chỉ là chính đạo cá cho là cho cái hai tiền là vừa mua người trả nên chỉ cục bá là trả cá mua hoặc là hai identify là chỉ à thì sạch cái hoặc là vừa tao đó là thiên hạ khó bá tao đó là có một bà cho tin rằng cái trai cha mua để phong yêu là gì để chăm sóc bảo tồn để tổ cá mò nó để cô muốn chỉ chăm mua chỉ sợ là có để tổ bảo nó có hại để cha được lớn ba lời cha. Okay, giờ thì một bà đó cho tin rằng là trai cha là mua cho chăm sóc là gì là để phong yêu bảo tồn hại để là mua cái nhà xe là tuân theo mental health này ạ. Trước thôi sau mua lấy được tổ tiên chỉ của bố nhà cái đó là hạt địa, giờ lấy tổ chỉ của lại, kể trước thôi nhà biết thả ta, nhà ta trong đời xưa, bây giờ chỉ mua một hai trăm sáu trăm, còn đây giờ là hội để confidentiality, thả ta kể ta xưa, bây cứ mua cứ có cái là cho tiền boundaries như là giá thế, giá hạt địa cũng chỉ là giá cái giá cho vì đó hạt địa là thiết bị nó, giá mong xưa chỉ mong nâng mong trả mong cứ mong tì xưa này ạ, chỉ giá hạt địa thọ tới lần chỉ của, tạ tê giá cái giá cho xử lý hạt địa là hơn chỉ của lý tạ la tê à cô yêu chị mù cái trong đó là hồ là hai tia có to lắm nhớ rằng là nó đó là này ạ à giờ hai tia là họ là hồ cũ nó là cô yêu tê là thế ta chỉ mà không thấy họ vậy do ba tao lại gọi là tê phu yên là trên những chữ sắp bỏ hai tia là tôn sĩ cụ vì đó họ là một cái nhớ xe là tôn sĩ cụ có khi tao bị tê giờ thứ ba tao chẳng không đi tờ tờ cái nhớ xe nó là lời OK, họ và chính chính sau và của bà tao hai tia thứ ba tao cho muốn đi từ từ cái như xe nào lo lại, nó mà cho đi qua của họ lữ, nó mà nhớ đi từ từ cho cái tua nó nhở, cho cái tua xử lý hai tia, thầu là như xe chỉ là sản chúng cho hai tia là vừa cho là cho xe, mua từ mua mua cho nó, mua từ sản mua đây tua lên từ này nhở, chỉ họ của bà tao lại là chỉ đó là thả, cái gọi là chỉ thó mua tới giờ lên từ đó là vì đó họ hai tia cho cái và vừa cho xe nó chỉ là một khoa xong. Ông đi bây sau nó có sao hay cho tao bây chẳng mong ấy lên từ xa tàu kế ba cứ sao hay cho bây chẳng mong sẽ là hai tia tất cả những xe nó này dây thu cá mò và lo hàng gia thọ lên thứ cho lời chỉ trong nhà đi thu cá mò và nó xe nó chỉ người yêu tàu cho yêu mua món tàu chọn tàu nhà thầu nên báo tàu là hai tia nên bị mua tất cái nhau xe nó xử lý phụ tá nằm bị thứ tàu hại lợi nên báo tàu nên nó mà chỉ cá vừa chỉ cho rõ và đã chỉ là và chỉ chân thằng đời chỉ nên những mình muốn thiệt cái bá nhớ trong đời cho cùng hậu và nhớ rồi cho hậu nên luôn trong hậu nên nhớ đời là chỉ muốn ra nên cho không như thả sẽ là bốn mùa tụa báo tới cái nhà bá này nên tới thân sẽ thả sẽ bốn mùa tới cái nhà bá tàu này vì hạt tiền tụ cá mà cái nhau xe nó thấu biết cái và đó nên nó mà chỉ cá vừa chỉ cho rõ xứ đó chỉ mà hạt tiền nên chỉ
chúng mình thấy cái ba ấy nên chúng toàn đấy mua cho nên vừa tại mua psychosis thay đổi hay tiền vừa trong này nó xua hay là trong này vừa trong này bỏ chỉ cho họ thấy chúng gọi đi và thấy luôn trong trong là chỉ tin chụp đi và nhớ sẽ trong này thì nhớ đi nó thấu và tôi mới nó tự thay mua psychosis rồi cái vừa ba chỉ trong này thì cho cái ban đầu nhớ hàng rồi ấy giờ tiền thấu này nhớ họ bị mua mày mày xứ là chỉ bị mày nhớ xem mày mày xứ cái nhưng mà mình thấy cái ba ấy thì là vừa ba trong này ba vừa vừa cho nó có lúc gì hỏi tàu tua ba thiệt sao tệ cái món ở đâu bị bao nha bao trâu giờ linh đỡ bị lúc gì hỏi tàu linh nó xứ vừa sau đâu cho nên chỉ cứ tin anh cha nó nói nên tàu tuần ra bị cổng nó bị sầu linh nó vừa trâu xin chỉ đâu nếu bị ảnh hưởng thì bị chán hay trong việc rất là mà nó cũng dễ mong cái chút xíu cái gọi cái cái cho mình chế độ được hỗ trợ xíu cái bây giờ trong cái lúc thằng số anh đào giảng đào chán được à hay chúng ta phải chuyên ý à trước kia chút là cái phụ lý chán là do tại cái chút xíu đó lúc giờ cái chút là do ba tỷ thay cái chán xài đào hiện lại bây giờ thì bị chán hay trong việc mà nó dễ được hỗ trợ xíu cái do phía này tôi hú à lúc đó sang phiên chỉ ý tôi hiện nay đó à cũng hay cho mình chế độ phía này ý yêu lúc thằng số đó à bây mua bé khó bây thằng dù ít khó nhất khó phong scan nó ít khó cái cho tôi nên phim phong tôi hạt đáp bây giờ ở lên nhà rồi phim gì ít đấy mà khó chính thể bố cụ chỉ cho khó thứ hai tôi bây giờ thằng dù cho bắn lùng này cho bắn lùng cái tất nhiên lúc chơi sáu mươi suất là do gần đây tăng nó để cho bắn lùng này ít cho cái suất là chỉ chính phan thì ít khó cái một tay mình cho để sải phá phá cho đầu giang bây giờ một thằng cho khó SAP là do cái Energy Assistance Program của do bang này chia hàng cho lúa trồng thâu nội như này bây giờ là cái này chia hàng cho phu lúa sữa nó cũng cho mình chỉ cho Fiona. Hi Fiona, thank you for being here tonight. Oh, thank you for inviting me here. I'm happy to be here. Okay, so tonight we're gonna talk about three things about first is like phone scam, and then the mentalist balloon. What gonna cause? How do the community gonna be aware on that? And a little bit about the PNG. So first of all, let's go with the phone scam. Can you tell me a little bit about the phone scam? Sure. Recently, we got some police report saying that our customer through our surface area, which including Northern and Central California, they got some phone call. The caller posed themselves as a PG&E employee and telling our customer that, you know, they got some past due that they have to pay right away. And then some of the customer, they thought, you know, the call is really from PG&E. So they actually went out there, get some debit card and then pay off their past due over the phone. But as a matter of fact, like a PG&E employee, we never call our customer up and asking for their personal information, credit card information. You know, basically we don't do that. So if a customer, they receive that kind of phone call, you have to really be, you know, aware. Because most of the time, you know, they're not even a PG&E employee. Okay, but you're not going to talk about your family, how do đâu giờ lại một cái nước sôi cái cho nhau rồi giặt cầu tết sinh California tao hú đâu tôi chính sự là vì giờ lại chăm PG sau này hú trộn bố của bố cho một thể bố cho nung cái của sau này cái sau tao chỉ tết tu yếu sự tết để biết khó là credit card cho mong thể tức là mà khó chính ta PG bố cho tết tết nụ bố nhận chữ hú phong tu lại bố cho ô sáng đầu là sáng biểu tôi đã giải sư nó để lại nung cái đó giải sư nó chỉ hàng đại hệ khó cơ mua sao cho nó thằng có mấy bài hát à, bình thường ít bao giờ hú trộn cả tôi khen, đó là bao sáng lần đầu hát đó cho những cái trộn bị trộn, còn đây là học chính. So, what can they do to prevent? Or can you go a little bit more? Sure. One thing that you know, if a customer they are having difficulty to catch up with their bill, maybe they really have a past due, right, on their record. Usually, our you know, communication, like way of communication with those customers, we'll try to send them a letters. Like it's basically several letters. We are trying, you know, many attempts to talk to our customer, trying to understand what, you know, difficulty they're facing. And you know, at PG&E we do offer a lot of energy assistance program to help them to pay off their bill.
bill. So, you know, one thing that I would really encourage our customer to do is if you have some, you know, problem, you're facing a, you know, emergency or, you know, financial difficulties, you know, come talk to us, call us first. Let us know what you're facing, or maybe, you know, we can figure out a way to help, you know, how to resolve your bill issue, right? Mm-hmm. And then the second thing is, besides phone call, you know, some customer, they might also encounter some stranger knocking on their door saying that they're PG&E, they're from PG&E, they wanted to hear to do some service. You know, sometimes might be it is true, but you know, if you're like still not sure whether this is, you know, someone from PG&E, or if you're not feeling comfortable letting someone into your home, you know, we always encourage our customer to call us. And also, you know, make sure that you check the visitor identity. And if you're still not feeling comfortable, you know, you always have the right to, you know, decline that request. Mm-hmm. And I would also recommend, you know, our customer to call us right away. Like, you know, you can call us and find out, is this one, you know, is this person a really PG&E employee? And is PG&E doing some work in the neighborhood so that he has to lock on your door? So, you know, those information, our customer, you know, service center will be able to provide you with all that information. Okay. Is it supposed to be that even PG&E have some issue like a residential, mm-hmm. are they gonna call first that we're gonna come in, or they gonna send out a letter to notify the resident first, right? Yeah, most of the time, you know, we inform our customer through you know, mail. Uh-huh. This is, you know, a common way that when we're doing our work, we usually inform them through mail, mm-hmm. and then we'll also follow up by a phone call. But those phone call is usually like an automatic phone call. It's a voice message, because as you can imagine, it, you know, it might be impossible for us to call every single customer, right? Mm-hmm. So it usually would be an automatic phone call, mm-hmm. you know, to let you know that, you know, our folks will be here in your neighborhood doing some work, and what kind of impact that we're going to, you know, in fact, you know, affect you. Mm-hmm. Okay. Google that. So, is there anything else you want to talk about the phone scam added to that? Should we go to the next one? Yeah, definitely. Maybe we can we can shift the topic, the order a little bit, because we talk about like people having difficulties to pay their bill, right? Mm-hmm. Yes. So maybe one program that I really wanted to mm-hmm. offer to the Hmong community is that we have an energy saving assistance program. Because I know that many of you, you know, you've kind of like aware of the CARE program that we offer to our income, like, you know,
eligible customer, who have like, you know, meet our income guidelines. So, you know, for the care program, you receive a monthly discount on your gas and electric bills. But for the energy saving assistance program, it's actually another way to further help you to lower your energy cost. So if you are qualified for care, basically you are also qualified for assistance program. So, you know, once you enroll into this program, we're going to send someone to your home. We're going to offer you a free energy audit. We are going to educate you about like something that you can do to help lower your energy cost. And we also understand that, you know, I know that right now many people, they are trying to be more energy efficient. Mm-hmm. But for a low income family, they might not, you know, even able to afford to replace, you know, their old refrigerator into a energy saving model, right? So that's why, you know, we are having this program in place to help those customer out to replace some of their appliances. Okay. Energy assistance program. Mm-hmm. So anything else you want to add to that? So when we talk about the appliances, mm-hmm. actually some of the appliances is really good. You know, if you're eligible, maybe we'll offer you a free energy saving refrigerator or maybe a water heater or even furnace. So, you know, those are really expensive items if you're going to like really go out to replace those, mm-hmm. right, with an energy saving system, more energy efficient model. So that's why we have this program. We wanted to our customer to take advantage of this program by calling us or check out our website to find out whether they're eligible to apply. Okay. Mm-hmm. Yaranda hatuna kho energy assistant program number tisha ka ka ya ka mo cha te me len da la te ka apply mo la ya ka hu do po ka apply ya nam da mo te ka ya taw lu tu yin cha ke po mo lu mo ro ke ni chi na find out je te yan da ha yang ke ya pang taw ro ka kho na ya ye kho ke nya tu pin je ni po mo kho program lu pang ro ka. So the number to call is 1-800-310-0071. Okay. How about a lot of time in the past, as a more report, a lot of the community just calling back to the station as the more report to our producer or myself. But how is there any more answer the phone or pick it up the phone? So for this type of service, we usually have like over the phone interpreter. But you know, one thing you have to bear in mind is you have to let people know that you what kind of language you're speaking. So for example, if you call this number, I will encourage you to say, I need monk assistant, something like that, you know, so that, you know, our customer service rep, they know that they have to get someone over to the phone to assist you. And another thing is maybe sometime, you know, because this program is so popular, and sometime our service line got busy, you know, feel free to leave us a message but you know, again, try to mention about like the terms like monk. So our English speaker, they're able to identify, oh, this is a monk speaker, we have to get someone to assist you right away. Okay, so PGA do have monk speaking in there? We have over the phone interpreter service. Okay. Hatsuna Hoggle, a me who mona, me you don't, a me who mon to Sotoka, Tanya Horanology, me who mona, Findaudi,
mi ka te so da shi ma mi ha ta mi yo du mong thang no te mi chi pao la mi ha ha lu lu ta mong no su te po le man cha to ni cha mong lu cha lu to me la lu do me thang chi ta len da ya ta lu sha no ta sha lu cha no ya lu cha ke so la ya hu hen che ya ta mi la ta na la cho mi to su tong ta mi yo yo sa ta mong du me thang no che po le man cha mong hu ra ka to me kha no ya kha che cheng te ya le no ya yang ke che cheng ke ga to da yu tu ke ha yu Okay, so now we got the phone for the energy assistance program. Mm-hmm. Let's go back to the metallized balloon. Mm-hmm. All right. That, I think that's something is very important that a lot of people is not be aware of. Mm-hmm. Yeah. So why don't you tell me a little bit about that? You're totally correct. Because, okay, summer is around the corner. We know that there's a lot of celebration upcoming, graduation day, Mother's Day, Father's Day. There are a lot of celebration, like even if you're, you know, attending a birthday party, maybe you'll see people, they're holding the metallic balloon, like those balloons flowing in the air. But, you know, one thing that people might not know is because those balloons, because they are, because of the texture, is metallic. It's made, actually, it's a very thin layer of metal. So if you're not handling it carefully, so if you let it go and flowing it, you know, in the air, when those balloons came into contact with our overhead electric lights, actually it is going to cause a big problem because it is going to short our circuit and create an outage. And the outage might be able to impact the whole community. Okay, we have to look at the balloon. Yeah, the balloon is short. Là bông trôi lúc chạy cái suốt là cái cần đau cái tang là do trời hạ ta chỉ lên đau là suốt là màu cổng bờ đề sư bộ này mà nói chứ suốt là do chăm bờ lùng đàn chăm đau ít cho cái sát ruộng lên đau sư để xem là nì do ít cho cái mua lau là do mua cho móng cái do kỳ do sửa tàu cho sải nè chỉ là thầm biết chỉ tổ khó cho sải cho bờ lùng đàn bạn nì da một khô rồi cho sải là một sổ cho sải là do cho bó phải là nó chỉ yếu ô tô cho xài phải là nó sửa tàu chỉ thầu luôn đó chỉ nó lùi yếu sửa là do yếu ô tô phải tổ tàu cho ý chiến trường đó cái con nhỏ là con khó tới mình đâu nó chỉ con nó chỉ ít khó cái cho bờ lùng đấy chỉ cho mình nghĩ sự là mà chỉ khó cái một tới mình nhà nó sản một con nó thuốc cả so to prevent just not to buy or just to hold it strong? Our recommendation is that, you know, if you really have to use those, you know, try to use it indoor, right? Don't use it outdoor. Or maybe if you really have to use it outdoor, connect it with a weight, like a heavy weight, so that it's not easy to throw away. And also don't bundle them all together, because if you bundle them together, the possibility for them to throw away is actually higher than a single one. So this is something that, you know, we would ask our customer to be more, you know, aware of. And then another thing is if you see a balloon or a kite or maybe some other toy, like, you know, dangling around our power lines, you know, don't try to get close to it. You know, I know that people may be trying to, you know, get it done or, you know, get it from their kit for their kids or something. Never do it, because we have to assume all this thing is live. You know, they carry electricity and it is extremely dangerous. Okay. That's what you're talking about. You're talking about that. You may see the shadow who chase you. You may tell the sun draw. You may see the sun draw. You may tell so that you keep the one in young and you saw young thoughts and blank. You're like, you saw young. Yeah, Tony Yang là nó chính là một tên mình, giờ lên đó còn nó những học cái chính chính, còn đó là những mấy học bù đó tên bao lâu rồi, tên khai tên là khô cho sạch phải phá là nó chỉ xóm hùng mua của tàu nào còn đó giờ những học cái bộ tư lù cho phải là giàu là chỉ có một con chứ tự do họ có cú dù ha nó chỉ còn những học xong một cái chế tổng. So this balloon are dangerous. You know, the balloon itself is not dangerous, but you know it. When it get into, you know, came into contact with our equipment, that it can be a very dangerous thing to, you know, it can cause a fire too, didn't it? Yes. So that's why, you know, when you see something like, you know, came into contact with the power lines, you know, the first thing to do is stay away from that area. You know, try not to get close to that area and call PG&E or even call the local fire department. Okay. To report the location. Okay. Ha ha zong jiao ba long ma ba long ma ku ji mo de mei ha yao ge shi some course fai shi ha tong course fai la no ji ka
我到在晒发发那说到就要姑娘到我了，要得要弄弄的，要他弄了就搞好多平时一叫多点弄包了呀，或者发的旁边一个不多模式，哎，对呀，来弄一下一样个有什么炒来什么木瓜刀，可能也一块钱捡起过来。我现在要有么 add it to it。So, you know, if our customer, they have any question about our program, you know, they're more than welcome to call us and also check out our website. You know, we do have a lot of information over at our website. Okay. One more thing, back to the phone scam. Is if people call on them, hey, you have to pay for this a certain amount of money. Can the contact pigeon is a... Definitely. You know, I would definitely hang up. You know, what I would do is I would get the caller information, the name and the phone number, and see if he is hesitant to give it out to you. And then, you know, I'll hang up and then I'll call PG&E right away to, you know, verify. Is it something really from PG&E? But again, as I mentioned before, you know, we never, you know, ask for customer information over the phone. Okay. Personal information, credit card or bank account information, we never do that on the phone. Okay. จะฟงจะสุดต้องก็ปกหูตัวแต่ก็ยังทำเทบอลเลนบอลเลอูนะยะเขาเนี่ยกูชั่นว่าแต่ยังแต่ผมไม่ตุสุดต้องเลยยะผมไม่จู้ใจแต่จะอยู่ยะแต่หูตัวอยู่แล้วเนาะอยู่หูมุดตัวรู้ตัวช้าพินจีอีเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่เจียแต่ก็ไม่ได้ตุตัวในหูตัวก็เองแต่ก็ยังทำเทบอลเลนฮะหนูก็เต้นดาวเต้นดาวเนาะจีก็คือฟงก็หูตัวพินจีแต่ยาวิริจามิซาหูตัวกูเขาเนี่ยพยายามทำตัวก็แต่เชียร์ปกหูเนาะยะเขาเนี่ยไม่เจียWell, I think pretty much we cover everything. Yeah, huh? Yeah, thank you. Yeah, huh? ยังเป็นจุดนั้นสิ่งที่จะหาจุดพยายามจุดนั้นพิจิตรเขาฟงสแกมฮะดูตัวเขาจะบอลลูนก็สุดแล้วนั่นนู้นสิ่งดูตัวจะพิจิตรเขาassistant program นอยเอกขอจิตใจฮะชุดสิ่งก็เลยจะใช้แต่อย่างก็มองนอยอีทางเนี่ยเรามองนอยอย่างก็ไม่เยอะเกิดต่อฮะไม่เยอะจะมาเสียต่อฮะยังมา apply อย่างก็ยังป้องต่อเราก็จริงเองแต่ที่อะไรนอยเป็นสุดเลยป้องตัวรู้จักซ้ำเลยจะมีตุ้มโยกันต่อยตาสุดที่ห้องมือgraduation มาสิบลูมแล้วเราจะต้องตัวก็ขอสอดจ่อยางเลยทั้งที่ยางแล้วเรามาคั่วเราสมมุติคนเดียวขอแต่มาคั่วใส่ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเต็มไปด้วยอยู่แต่ก็มาก่อแล้วเดี๋ยวไฟฟ้าอยู่ช่วยอยู่ฮะที่ยางเราอย่างอีอย่างก็รู้ตัวช่างพิจิตรสาวจะต้องขายเราสุดแล้วอันเดียก็ที่ยางอยากชุดสุดตัวรู้เยอะรู้ย่ออย่างเลยเป็นคนนั้นสิ่งที่จะจงพยายามเราเสียหาต่อเสียแต่มันไม่กงตัวกูเอ็มวันฮันกงตัวเฟียนะเสียเจ้าหูพิจิตรตัวเอ到处都留下嘛，都看见没事了。